Cái cây này trái nó nhiều cỡ này sao nó nuôi nổi ta, quá chừng trái luôn á. Wow, cây này gì mà trái dữ vậy ta? Đó nè, cái loại này là Wow, sao trái dài nè, mà ôi trái kiểu này sao mà nó chùm chùm dữ vậy? một nhánh của nó mà không biết bao nhiêu trái, mà Nội nói ơi. nếu mà nói đứng đứng để đếm nó chắc tới Wow. chiều mới xong á. Coi nè, một chùm của nó coi nè, trái gì kinh không, Cái quá loại chừng này cái trái. loại loại gì vậy ta? Không biết cái loại này loại gì nữa, Nó để có coi cái thử nhãn không? coi có cái mạc không. Không thấy, không thấy, quá chừng hành Ôi. hả. Cái này Mê lắm. giống như là Thì làm vô cách mấy cái vườn nào mà cây cho trái này nó nè, thôi mê, trái làm nào trái đó mê hả. bả làm cách nào mà sao trái dữ vậy ta? Ngồi ra hỏi chăm coi, hỏi chăm cách nào mà sao Ây trái quá chừng da. trái, trong khi cây nhà mình thôi. Cái ông này ông ấy ông anh hỏi Ờ, thử. đây cây mãng cầu nè, cây này nó to dễ sợ anh hả, cây này chắc nó mắc tiền nha, Nhưng mà thấy không trái nhiều. tại giờ ở đây hình như ít trái rồi. Cái chậu này to dễ sợ không, chậu này là chắc mắc tiền á. Ha ha anh. Ừ. Ồ, nó rụng. Ừ, thúi Xí luôn rồi. xí lụm một trái Thúi mận luôn rồi. cầu, mận cầu chín đến nỗi mà rụng luôn đây nè. Ồ cái nè, Nó thúi luôn rồi. nó nhiều đến nỗi mà nó chín, người ta không 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 thể nào mà kiểm soát nổi. Ở trong đây thì cái vườn này nó rất là lớn đây nè, chạy múc ra đằng kia, và ở đằng đây á, đối diện lại mình đó là ở ngoài sân đằng trước ha, họ họ tính tiền ngoài đó. Còn đây là cây lựu nè, nhiều trái ghê chưa, thấy mê ha. Mấy cây lựu này trái dễ sợ không, mê dễ sợ ha. Ồ cây nè, mấy trái lựu khi mà có trái nhìn cái cây nó đẹp quá ha, lủng lẳng như mấy cái trái châu á, thấy ham. Đó coi kìa. Anh Long anh mê lắm, anh đi vô trong mấy cái chỗ vườn cây là mê mê mẩn, nó cứ cuốn 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 mình vô, mình cứ coi hết cây này tới cây kia. Cái bụi này hình như là bụi cái lá rau mơ, lá mơ nó thơm lắm. Ai nói thúi chứ mình này, mình thích cái mùi đó đó. Cái mùi nó làm bánh ăn ngon lắm. Anh, cây đó cây táo tàu á. Chín rồi đó. Ờ, thấy chín lai ra rồi nè. Ừ. Wow. Cái này cũng thích thích trồng một cây lắm nhưng mà sợ nó Cái rễ của nó hả? sợ cái rễ nó mọc tùm lum luôn. Trồng chậu anh. Ủa cái này thấy mê không? Nó chứ giờ cũng hết hết chỗ rồi. Hết chỗ rồi hả? Coi trái đã ra chưa kìa. Ồ kìa, nó chín lên đó là thôi ăn ngon lắm. Cái đó chín rồi đó. Ừ, đây nè. Mê Ở trên đó nguyên chưa? chùm trên đó kìa. Cái nè, nó chín một cái là thôi ăn mê ly luôn. Ôi đã chưa nè, Cái nhánh trên đó nè. hôm nay đi vô trong vườn cây được cô chủ cho ăn trái sơ ri. Xin một trái mà cô chủ hào phóng lắm, kêu muốn ăn nhiều hái. Cây đây dễ hái hơn nè anh, đây nè, đây nè, đây nè, cái Cô này nói nhiều hai hết đi. nè. Cô hái nhiều đâu, hái nè. Cây bên đây em thấy nó còn xanh. Cây này em thấy trái nó nhỏ hơn anh. Wow, cái nhánh ở trên á, nhánh trên cao chín quá chừng luôn anh. Biết ngọt á, ăn thử Sung trái coi. sướng ghê chưa. Mở mặt nạ ra ăn thử trái. Mở cái mặt nạ ra ăn thử trái. Trong đây không có nước đâu rửa. Chắc đó chắc còn xanh á, chắc không ngọt á. Nó chua ngọt, nó không phải chua lè, nhưng mà nó không phải ngọt ngay, nhưng mà nó ngọt 50% ngọt 50% chua.
tại vì em ăn thử cái trái nãy còn xanh á, giờ trái đó đỏ đó. Ăn thử trái đỏ hả? Trái đỏ thì nó ngọt hơn. Nó ngọt hơn. Này quá ngọt luôn. Ngon trên đó còn nhiều. Trái nó ngon á. Đó, còn đây là ổi nè. Nhiều ghê chưa? Mận. Này lấy cốc. Mấy em cốc. Bây giờ 75 đồng. 75 đồng một chậu mà cái cây cốc này cũng hơi bị nhỏ nha. Trong đây họ bán rất là nhiều loại cây sabuche nè. Hồi nãy mình đi cái chỗ đó là cây nó lớn ha, chỗ này cây nhỏ nè. Nhiều lắm. Ổi, mận, xoài, sabuche và đặc biệt là mẵn cầu, các loại mẵn cầu. Rất là nhiều. Cái này nhỏ nhỏ vậy thôi chứ mà cũng trăm mấy, 200 đó chứ không ít. Ờ thì đúng rồi. Ờ à, đây cũng là táo tàu. Cái này nó muốn héo rồi. Nhiều quá, nhiều cây quá. Ở trong đây còn bán kiệu nha, cho ai mà muốn mua kiệu, cần mua kiệu thì có thể tới cái vườn này ha. Cái vườn này là vườn Magnolia Garden Nursery nha, nằm ở trên đường Magnolia ha. Đây là mình thấy hình như là vẫn còn ươm những cái loại cây giống lên rất là nhiều nè. Đó, cái này hình như là kiệu đó. Còn rất là nhiều. Bên Mỹ mà có trứng cá ăn nữa. À, lâu lắm rồi không được ăn đó anh. Thấy không? Mấy cái này nè, mấy cái nhánh này nè. Wow, người ta chiết rồi. Người ta chiết ra để người ta bán á. Wow, người ta chiết quá chừng. Đi tới chỗ này là nghe cái mùi thơm của trứng cá, nhớ nhà dễ sợ luôn á. Nhớ trước nhánh. Cửa nhà mẹ có mấy cây trứng cá nhớ không? Đúng rồi. Hồi nhỏ buồn buồn đó là cứ trèo lên cây trứng cá hái ăn. Hồi nhỏ đâu có gì đồ ăn, ăn trứng cá thôi. Nhưng mà cái này em ăn thấy nó ngọt không? Nó ngọt, cái ngọt nó thanh đó, nó ngon lắm. Giống như bên Việt Nam không? Giống, đâu khác gì đâu. Cũng là trứng cá thôi. Đúng rồi, nhưng mà bên đây nhiều khi ăn nó khác. Không, nó giống. Anh đây nè anh, trái quá chừng nè. Wow, cái nhánh này trái nhiều nè. Anh coi mê không? Em hái về cho Hailey, hay định ăn thử nha. Nào giờ nó không có biết cái loại trái này. Để cho nó ăn thử cái loại trái này nè. Một nhành cây trứng cá. Để vô gì? Để đi vô trường chia trái cho em. Cây này nổi tiếng lắm à. Có được một bài hát nữa. Nhưng mà cây này cái dáng nó, cái dáng nó đẹp lắm. Đó, cái tàn nó đẹp. Nhưng mà cây này anh biết không, trồng nó thì nó mát thích lắm. Nhưng mà tới khi lá nó rụng á, mà cái sân mà sân xi măng á, nó hấp cái lá, nó hấp vô cái sân á, quét cực quá. Với lại cái trái mà nó chín quá, nó rụng xuống nó. Chín rụng xuống nó lại sân nó dơ hầy luôn. Xong rồi đi đạp lên nó dơ sân. Thôi bây giờ mình đi về nha.